Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cây ngũ giá bi leo mọc trên núi đá mọi người, về cho các tiến tử ngâm rượu Tết. Và khi đi tới khu vực này, mình bắt gặp được một dàn cây ngũ giá bi leo, nó đã rất là lớn mọi người. Đây mọi người này, mình ngông bạt ngạt luôn. Cây ngũ giá bi leo này ngâm rượu Tết thì nó rất là thơm mọi người, và uống rất là êm. Nó được dùng để trị chứng suy nhược thần kinh này, rồi tăng cường sức đề kháng, dùng để bồi bổ cơ thể, làm mạnh gân cốt, thì các triệu chứng như là toàn thân đau nhức, chân tay tê bì. Và nó được dùng cho những cái người mà bị gan phu, thận phu, rất là tốt mọi người. Này, ngày hôm nay mình bắt gặp được một gian rất là lớn mọi người. Loài này thì nó chuyên bám trên các cái tảng đá mọi người, những cái chỗ nào mà mát mẻ đấy, và bên các cái vách đá, chứ trên đồng bằng không có đâu mọi người. Chỉ những cái chỗ nào mà vách đá chéo leo thì cái cây này nó mới mọc, bởi vì những cái chỗ đó thì quanh năm gió lùa vào rất là mát mẻ và không khí rất là thoáng đãng, nên cái loài cây thuốc này nó mới sống được. Do đó là cái chất lượng thuốc của những cái loài cây ngũ giá bi mọc trên núi đá này nó rất là tốt mọi người. Đa số những cái cây nào mà mọc trên núi đá thường thường nó có những cái chất chống oxy hóa trong cơ thể nó mọi người. Cây này thì khi dùng thường thường người ta sao vàng mọi người, sao vàng hạ thổ. Mục đích của việc sao vàng là làm bay hơi một số các loại axit trong cái chất này, trong cái cây này. Đấy, bởi vì những cái loại cây này nó phân hủy được đá mọi người, nên nó thường thường là tiết ra các cái hợp chất axit. Do đó khi sử dụng chúng ta nên sao vàng để một số cái loại axit dễ bay hơi. Khi gặp nhiệt độ cao thì nó bị bốc hơi mọi người, hoặc là nó bị phân hủy. Và bây giờ mình phải thu hái cái dàn ngũ giá bi này về cho các tiến tử ngâm rượu Tết. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.